Xin chào các bạn đang theo dõi livestream này. Lời đầu tiên tôi, Nguyễn Viết Dũng muốn gửi đến quý đồng bào người Việt trong nước cũng như quý người Việt đồng bào trên khắp Nam Châu là xin chúc mừng vì các cái buổi lễ tưởng niệm đến từ trong nước cũng như hải ngoại đã được thành công trong ngày hôm qua ngày 19 tháng 1 năm 2017, kỷ niệm 43 năm Hải chiến Hoàng Sa, ngày mà Hải quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chống lại cuộc xâm lược trắng trợn bằng vũ lực của quân Trung Cộng. Vâng, xin chào các bạn, chào anh Nguyễn Vũ, chào anh Nguyễn Quốc Việt. Trong livestream này có một vài vấn đề tôi muốn chia sẻ. Vấn đề đầu tiên đó là tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa thì là 74 tử sĩ hay 75 tử sĩ. Theo thông tin mà tôi được biết thì có trung sĩ Phạm Ngọc Đa có số quân là 71703011 ở tàu HQ10 là người tử sĩ này đã chết 3 ngày sau khi hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 bị chìm. Thì tôi nghĩ rằng con số 74 từ trước đến giờ đã được nhắc lại rất là nhiều, và con số 74 nó cũng là một con số rất là đẹp. 74 người năm 74 và ai cũng nhắc đến điều đó. Tuy nhiên tôi cho rằng đã gọi là tưởng niệm thì và tưởng niệm các chiến sĩ thì không có cái con số nào gọi là số đẹp hay số xấu. Và một người mà đã hy sinh chỉ vì sự bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ quốc gia, hy sinh vì chống lại sự xâm lược của quân Trung Cộng, thì những người hy sinh đó xứng đáng được tưởng niệm, xứng đáng được ghi nhớ. Như vậy với những cái thông tin rõ ràng và có thông tin rõ ràng như thế thì theo tôi nghĩ rằng là trung sĩ Phạm Ngọc Đa cũng xứng đáng được tưởng niệm. Như vậy thì nếu từ các buổi lễ tưởng niệm từ năm 2018 trở về sau này, thì nếu như mà nói là tưởng niệm các chiến sĩ Hoàng Sa đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ quốc gia hay là anh hùng tử, khi hùng bất tử thì không sao. Thế nhưng mà nếu nói về một con số cụ thể rõ ràng thì theo tôi nên dùng con số là 75 tử sĩ, 75 vị anh hùng thay vì con số 74. Còn một vấn đề khác tôi cũng muốn chia sẻ ở trong livestream này đó là vì sao các thành viên của Đảng Cộng Hòa đều bị bắt trong cái buổi lễ tưởng niệm ngày hôm qua tại Hà Nội. Vào ngày 18 tháng 1 thì các thành viên đã có một buổi tưởng niệm, đã có một không khí tưởng niệm rất là thành công tại Hà Nội. Tại buổi tưởng niệm đó, các anh chị em có tổ chức hát lại các cái bài nhạc lính và chia sẻ lại những cái gì đã thuộc về lịch sử để cho có những thành viên, cảm tình viên và những người được mời tham gia được biết hơn về sử sách nước nhà mà đã bị chế độ độc tài che giấu. Và cái buổi lễ đó đã được tổ chức thành công. Và chúng tôi cũng đã có
post lên trang của RP Việt. Thế nhưng mà trong cái buổi tưởng niệm vào ngày 19 tháng 1 hôm qua tại Hà Nội ở chân tượng đài Lý Thái Tổ thì các thành viên đều bị bắt về đồn. Mặc dù khi khi đi các thành viên chỉ có mang theo hương và hoa cúc vàng đến để tưởng nhớ, tại vì tôi cho rằng đây là một buổi tưởng niệm chứ đây không phải là một buổi biểu tình, do đó không có bất kỳ một thành viên nào chuẩn bị băng rôn hay biểu ngữ và không có kế hoạch biểu tình. Chúng tôi đến dưới chân tượng đài với danh nghĩa là nhân dân ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ quốc gia. Thế nhưng mà sau khi buổi tưởng niệm được cử hành xong thì có một nhân vật có kêu gọi biểu tình. Cá nhân tôi cho rằng thì việc kêu gọi biểu tình thì nó không sai về mặt pháp luật. Việc kêu gọi biểu tình là hoàn toàn hợp pháp. Công dân thì có quyền tự do hội họp, lập hội hay biểu tình. Đó là quyền của công dân. Nhưng với một buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ và mọi người cũng đều có tâm lý đi tưởng niệm thì không nên biến buổi tưởng niệm thành một cuộc biểu tình. Vào ngày hôm qua khi mà có một nhân vật hô hào biểu tình thì lập tức đội ngũ an ninh chìm đang có mặt ở đó, là theo một báo cáo nội bộ nhóm thì các an ninh này đã chỉ tay ngay lập tức vào những người của nhóm và những người đi theo và lập tức là bắt toàn bộ các thành viên lên xe buýt. Khu vực tượng đài là một khu vực chung, không riêng của một hội nhóm nào cả, không riêng gì của một hội nhóm nào cả. Thế nhưng mà việc kêu gọi biểu tình trong một buổi tưởng niệm, theo tôi nó không xứng đáng. Việc các thành viên bị bắt ngày hôm qua thì theo tôi đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn khi mà có lời kêu gọi biểu tình. Tại vì nhóm chúng tôi là một trong những nhóm hiếm hoi ở ngoài khu vực miền Bắc này mà hướng đến cờ vàng ba sọc đỏ. Trong buổi tưởng niệm này thì lại tưởng niệm cho 75 tử sĩ của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì do đó nhóm chúng tôi đã bị bắt. Thế mặc dù khi bị bắt về đồn thì họ cũng không có xúc phạm gì nhiều đến các thành viên của nhóm. Trong quá trình bị bắt về đồn ngày hôm qua thì mời các quý vị và các bạn theo dõi trong livestream của Đỗ Thanh Vân sẽ rõ hơn nhiều vấn đề. Nhưng mà tự chung lại thì không có thành viên nào của nhóm bị bắt giữ về và bị hạch sách nhiều vấn đề khác, mà họ chỉ là bắt giữ về để tránh cho một cuộc biểu tình xảy ra mà thôi. Mà thật sự thì hôm qua chúng tôi đi với tâm lý là không có đi biểu tình mà chỉ là đi tưởng niệm. Đó là một số vấn đề mà tôi muốn chia sẻ ngắn trong cái buổi livestream ngắn ngày hôm nay. Và ngày 19 tháng 1, ngày 17 tháng 2, ngày 14 tháng 3, những ngày đó, ngày 19 tháng 1 hướng về các tử sĩ của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
ngày 17 tháng 2 sẽ tưởng niệm hướng đến cuộc chiến tranh biên giới khi mà những người lính của quân đội nhân dân Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại quân Trung Quốc xâm lược. Và ngày 14 tháng 3 là hướng đến ngày 14 tháng 3 năm 1988 khi mà các tử sĩ đã hy sinh ở trên quần đảo Gạc Ma trên thuộc quần đảo Trường Sa. Theo tôi thì những người nào đã ngã xuống vì Tổ quốc, những người đó xứng đáng được toàn bộ dân tộc này cúi đầu. Và những ngày đó thì không cần ai phải hô hào thì chúng tôi đều tự đến địa điểm và đi tưởng niệm. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.